Xin chào cô chú anh chị, hôm nay túi da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những sản phẩm mới. Video túi da Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và chuyển khoản trước thì shop sẽ có chính sách hỗ trợ phí ship. Hàng của shop đã qua sử dụng độ mới khoảng 80-90%. Giá trên video là chưa bao gồm phí vận chuyển. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc túi bầm ngựa phối da bò, giá thật 100%, để mình xách tay đi tiệc rất là sang ha. Có thương hiệu xuất xứ thương hiệu của Italy, bề ngang là 30, chiều cao là 24 và cái bề dày là 10, để mình xách tay như thế này. Và đây sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp và thương hiệu ha, Habes của Italy đây. Ở đây phía trước là bầm ngựa ha. Ở đây là linh ốc đồ rất là ok, thương hiệu Abex của Italy. Và phía sau sẽ có một ngăn đây và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây, lót vải sạch đẹp và một cái khóa cáo miệng ở đây, lót là sạch đẹp hết ha, để mình xách tay rất là ok. Da dày dặn và chắc chắn, da xước vân tâm kết hợp với bầm ngựa. Lên dùm shop một mã là 131 ha, 3152, 1.200.000, 3152. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo vai. Và mình có thể mình đeo chéo được ha. Và cái nút này mình sẽ mở ra. Đây, mở ra mình gài vào đây và mình có thể mình đeo chéo và đeo vai đều được. Có thương hiệu pin Bilo, màu này là màu nâu sô cô la, kích thước bề ngang là 21, chiều cao 29 và cái bề dày 13, để mình đeo chéo và mình xách tay đều được ha. Giá thật 100% thương hiệu bên Bilo đây. Và phía sau sẽ có một ngăn ở đây và một hai cái nút hít 500 ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp dập hiệu thương hiệu bên Bilo, hai ngăn nhỏ ở đây và hít 500 lại chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 2624 390. Và một chiếc ba lô da thật 100%, để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 32 và bề dày là 17, để mình xách tay và mình đeo ba lô. Đây là dây để mình đeo ba lô như thế này. Và sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải, ở đây có một chỗ để mình xỏ tay nghe. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cáo miệng và một ngăn ở đây nữa ha, lót là sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây sạch đẹp và một ngăn ở đây là mình để ba lô là bự nhất ha. Bên trong sẽ có thương hiệu dập nổi trên thanh kim loại ở đây. Và sẽ có một cái khóa cáo miệng ở đây nữa ha, một ngăn nhỏ ở đây. Mình có thể đựng iPad để tầm 2-4 bộ đồ. Nhỏ gọn và xinh xắn ha. Khóa rất là ok. Lên dùm shop một cái mã là 2542-590. 2542-590. Và một chiếc túi đeo chéo da thật 100%. Có thương hiệu Excellent và full da hết ha. Kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 25
và cái bề dày là 6 để mình đeo chéo, rất là ok. Thương hiệu Excellent ở đây. Và da thật ha, sẽ có một cái khóa cắt miệng ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp và dây đeo da. Ở đây sẽ có một cái khóa cắt miệng đây. Bên trong là lót sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa cắt miệng đây. Và một khóa cắt miệng đây, sạch đẹp hết ha. Để mình đeo chéo rất là ok. Lên mình shop một cái mã là 2482 490k. 2482 490. Và một chiếc túi da mộc. Da thật 100%. Để mình xách tay và mình đeo chéo. Chiếc túi này là full da toàn bộ. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 42, chiều cao 25 và cái bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này và mình đeo chéo. Da thật ở đây. Da thật toàn bộ ở đây. Và ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra. Thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây, một ngăn nhỏ đây. Và một ngăn bên đây. Hai ngăn nhỏ ha. Hai ngăn nhỏ và một ngăn đây là bự nhất. Full da toàn bộ. Bên trong là lót vải, sẽ có một cái khóa cắt miệng ở đây. Và hai ngăn nhỏ đây để mình đựng cặp, đựng tập ha, đựng có thể mình đựng hai bộ đồ vẫn được ha. Da rất là ok, da thật 100%. Sẽ có hai cái nút và da sẽ che được cái nút này ha. Xách tay và đeo chéo, full da toàn bộ, chất liệu dây đeo là da hết. Phen khóa là khóa đồng giả cổ đây. Lên dùm shop một cái mã là 2417 ha, 790. Hôm nay shop sẽ giảm còn 590 ha. 2417 590. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo có thương hiệu Lotus, da thật 100%, kích thước bề ngang 20, chiều cao 13 và cái bề dày là 8. Để mình đeo chéo rất là ok ha, da thật 100% ở đây. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra như thế này. Nút hết 500 và một thương hiệu Lotus đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Và đây một ngăn nhỏ đây. Lót là sạch đẹp hết. Chiếc túi này mình có thể mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Đây dây để mình đeo. Mình tăng đưa ra được ha. Để mình xách tay đi tiệc rất là xinh xắn. Lên dùm shop một cái mã là 3147 ha, 709. 3147 709. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Chất liệu là da đà điểu thật 100% ha, màu đen. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 26, chiều cao là 23 và cái bề dày là 16. Để mình xách tay như thế này. Da đà điểu thật. Và sẽ có một cái khóa cắt miệng ở đây. Và bên trong lớp vải nhung sạch đẹp. Và hai ngăn ở đây. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Ở đây lớp vải nhung ở đây. Và chứng nhận GRA. Chứng nhận da đà điểu thật 100%. Và một ngăn ở đây. Lót là vải nhung sạch đẹp hết. Để mình xách tay đi tiệc cũng rất là sang ha. Da đà điểu thật 100%. Mình yên tâm về chất liệu da đà điểu ha. Lên dùm shop một mã là 6739 609. Hôm nay shop sẽ giảm còn 590 ha. Một chiếc túi da đà điểu thật mà chỉ có
590 thôi. Rất là giá cả rất là phải chăng ha, 6739 590k. Kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, thương hiệu Uffizi, da thật 100%, full da hết, kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 24, và cái bề dày là chính để mình đeo chéo rất là ok. Da thật 100% ở đây, sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, và một ngăn ở đây lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây nữa ha, lót sạch đẹp hết ha, sẽ có một cái khóa cá miệng đây, và một ngăn đây, và hai ngăn nhỏ đây là lót và sạch đẹp hết. Da thật toàn bộ ha, để mình đeo chéo rất là ok. Đây là dây đeo là kết hợp giữa da và vải bố chắc chắn, có thương hiệu Uffizi. Lên nhịp shop một cái mã là 2432 590k, một chiếc túi đeo chéo full da. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Loas Watery, chất liệu là vải kết hợp với da. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao là 14, và cái bề dày là 7 ha, để mình xách tay và mình đeo vai. Da thật 100% ở đây sẽ kết hợp với da thật, và ở đây là vải bố ha, ô vải dù, thương hiệu, có thương hiệu, và bên trong sẽ có một ngăn ở đây, thương hiệu Loas Watery dập nổi bên trong, và thương hiệu ở bên trong lót sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu Loas Watery, và sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây nữa ha, lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết, Loas Watery. Lên dùm shop một mã là 3126 ha, 609, 3126 609. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo vai dạng kẹp nách ha, dạng kẹp nách, da dày dặn và chắc chắn, thương hiệu Isino, da thật 100%, kích thước bề ngang là 32, chiều cao là 22, và cái bề dày là 10, để mình xếp tay và mình đeo vai. Da thật 100%, sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đây, và một ngăn đây có thương hiệu là Isino dẹp nổi đây, và có một cái khóa cá miệng ở đây, sạch đẹp hết ha, da thật toàn bộ hết, xách tay và đeo vai đều được. Lên dùm shop một cái mã là 7336 390k, 7336 390, và một chiếc túi có thương hiệu ha, Loas Watery, da thật 100%, da rất là dày, phía trước là dập thành một cái thương hiệu Loas Watery đây, và một hình tròn giống như một đồng tiền. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao là 28, và cái bề dày là 8, để mình đeo chéo rất là đẹp ha. Dây đeo dập hiệu thương hiệu Loas Watery, ngăn khóa dập hiệu thương hiệu Loas Watery, và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Loas Watery, và một cái khóa cái miệng đây, hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, bên đây dập hiệu thương hiệu Loas Watery, có một cái khóa cá miệng đây, và một ngăn ở đây nữa ha, sạch đẹp hết, để mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một cái mã là 2644 790 ha, hôm nay shop sẽ giảm còn 690, 2644 690, 2644
690, quá là đẹp. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, da bò, kích thước bề ngang 31, chiều cao 25, và cái bề dày 16, xách tay và đeo vai, da thật 100% ở đây. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và mở ở đây móc có một cái nút hít 500 như thế này, hít lại rất là chắc. Và sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây, lót bên trong là lót vải và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót là sạch đẹp hết. Hít 500 rất là chắc. Xách tay và mình đeo vai dạng kẹp nách ha. Lên giùm shop một cái mã là 2648 409, 2648 409. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu Binbilo, chất liệu là da canvas phối da thật, kích thước bề ngang 20, chiều cao 20 và cái bề dày là 13. Để mình xách tay và mình xách tay thôi ha. Ở đây một ngăn nhỏ ở đây và ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại, và một ngăn ở đây và thương hiệu là Binbilo, và có một cái khóa kéo miệng ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Binbilo, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót là sạch đẹp hết. Đây có một cái nút để mình gài lại như thế này, chắc chắn, xách tay. Lên giùm shop một mã là 3067 ha, 3067 490k. 3067 490. Kế đến đó là một chiếc túi đeo vai thương hiệu Cristian Valentino của Italy, của Ý ha, và chất liệu là da canvas phối với da thật, kích thước bề ngang 22, chiều cao 17 và cái bề dày là 8. Để mình đeo vai rất là ok và đeo chéo được ha, mình sẽ tăng đưa dài ra được để mình đeo chéo. Và đây chất liệu là da canvas, những cái đường viền màu nâu là da thật, các màu vàng bò là da thật. Sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, lót bên trong là lót vải và một ngăn đây hít 500 và một ngăn đây thương hiệu Cristian Valentino, và sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, lót là sạch đẹp hết ha, Cristian Valentino, và có một cái khóa kéo miệng đây là sạch đẹp hết. Lên giùm shop một mã hết 500 đây, 3124 609, 3124 609. Và một chiếc cặp có thương hiệu ha, da thật 100%, da rất là dày, cực kỳ dày dặn và chắc chắn, màu này là màu xanh, màu xanh rêu, kích thước bề ngang là 38, chiều cao 27 và cái bề dày là 14. Quá là đẹp ha. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong ha, bên trong lót vải sạch đẹp và thương hiệu ha, Rinler chụp nổi đây. Và hai cái nút này mình sẽ bóp lại với nhau để mình mở ra, thì bên trong sẽ có một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng đây, da cực kỳ dày dặn và chắc chắn, và thương hiệu là Rinler Made in Italy, những dòng của Ý thì rất là nổi trội và cá tính ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, mình có thể mình xách tay như thế này,
Và dây này thì mình để mình đeo vai thôi. Lên dùm shop một mã là 2439 690k, 2439 690. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn và xinh xắn. Giá thật 100%, có thương hiệu LRGS dập nổi đây. Và nam nữ đều sử dụng được hết. Kích thước của chiếc túi này, Bề ngang là 17, chiều cao là 20. Và cái bề dày là 7 ha. Để mình đeo chéo, rất là ok. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong lót vải. Và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp. Và một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây, là sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây, lót là sạch đẹp. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 2395 590, hôm nay shop sẽ giảm còn 490 ha. 2395 490. Và cái đến đó là một chiếc túi rất là đẹp ha. Chiếc túi bầm ngựa để mình xách tay đi tiệc, rất là sang. Kích thước bề ngang 25, chiều cao 15 và cái bề dày là 5. Để mình xách tay như thế này, rất là đẹp ha, rất là sang luôn. Thương hiệu của Ý, thương hiệu dập nổi ở đây. Và một ngăn đây hết 500, bên trong là lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu của Ý đây. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã là 3148 800k, 3148 800. Một chiếc túi xách tay bơm ngựa thương hiệu Ý. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu ha, Riston Otani. Và chiếc túi này xách tay để mình đựng đồ và dập vân ha, dập vân xấu, da bò dập vân xấu. Kích thước bề ngang là 28, chiều cao là 18 và cái bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và một cái nút để mình mở ra như thế này. Ở đây nó hút hết 500. Sẽ có 3 ngăn riêng biệt. Một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp ha. Dập hiệu thương hiệu là Riston Ostini. Thương hiệu này của Ý ha. Và sẽ đây là miếng tét da, da thật 100%. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã là 3118 ha, 690, 3118 690. Và cái đến đó là một chiếc túi đi chéo thương hiệu Lace Boy, hình con thỏ ha. Giá thật 100%, nhỏ gọn và xinh xắn. Kích thước bề ngang, bề ngang là 23, chiều cao là 27 và cái bề dày là 9. Để mình đeo chéo rất là ok. Ở đây sẽ có một nút kích 500 và một ngăn ở đây và một ngăn đây. Có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là sạch đẹp ha. Và một cái khóa kéo miệng ở đây, thương hiệu Leboy dập nổi ở đây. Và một ngăn ở đây, lót là sạch đẹp, thương hiệu Leboy, nhỏ gọn và xinh xắn ha. Da thật 100%. Lên dùm shop một mã là 8037 509, hôm nay shop sẽ giảm còn 400. 8037 400.
Đối với những sản phẩm giảm giá thì phí ship 30 ha. Ví dụ như chiếc này 400 thì phí ship là 30, tổng cộng là 430. Và một chiếc túi ha, một chiếc ba lô da thật 100%. Kích thước bì ngang 33, chiều cao 38 và cái bề dày là 17 ha. Để mình đeo ba lô da thật 100% đây. Và đây để mình xách tay như thế này. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Nó sạch đẹp. Một ngăn ở đây. Sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây nữa. Lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và thương hiệu ở đây, dập nổi ở đây. Lên dùm shop một mã là 2516 ha, 609. Hôm nay shop sẽ giảm còn 509. Hay mình đựng từ 4 đến 6 bộ đồ ha. 2516 509. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo dập vân 6 và có thương hiệu là Samsonite. Chiếc túi này rất là xịn ha, dập vân 6, dây đeo kèm theo, chất liệu là vải dù chắc chắn. Kích thước của chiếc túi này bề ngang 39, chiều cao 30 và bề dày là 8. Để mình xách nai và mình đeo chéo đều được ha. Da thật 100%. Thương hiệu là Samsonite. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Và bên trong một ngăn chuyên dụng để đựng laptop. Thương hiệu là Samsonite. Về cái chất liệu của thương hiệu Samsonite là mình yên tâm và sử dụng ha. Da dày dặn và chắc chắn. Thương hiệu này là thương hiệu của Mỹ, nhưng mà hàng từ Nhật về. Một ngăn ở đây, lót bên trong là lót vải dập hiệu thương hiệu Samsonite hết. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok, da thật hết. Lên dùm shop một cái mã là 2407 709. Hôm nay shop sẽ giảm còn 609 ha. 2407 609. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, da dày dặn và chắc chắn và có thương hiệu Emerido Sena, da bò hạt ha. Để mình xách tay và đeo chéo. Kích thước bề ngang là 37, chiều cao 25 và cái bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo đều được, da thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một ngăn này, có một cái khóa kéo miệng và một ngăn ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây để đựng laptop. Và thương hiệu là của Italy ha. Thương hiệu này thương hiệu của Ý. Và ở đây đựng những vật dụng nhỏ nhỏ. Để mình xách tay và mình đeo chéo, da thật 100%. Lên nhìn shop một cái mã là 2423 690k. 2423 690. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay ha, thương hiệu là Đất Linh Đôn. Chất liệu là da canvas phối với da thật. Để mình xách tay rất là xinh xắn. Kích thước bề ngang 32, chiều cao là 20 và cái bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này.
và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp á, hai ngăn ở đây và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng. Thương hiệu là thương hiệu Đắc Đinh Đôn. Và ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại như thế này. Và ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại, giữ cho chiếc túi mình xinh xắn. Xách tay đi tiệc ha, cũng rất là sang, thương hiệu Đắc Đinh Đôn ở đây. Còn rất là mới ha, tặng được, mình tặng được ha. Lên dùm shop một cái mã là 3120 690k. Và cuối cùng đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, rất là đẹp. Màu này là màu xanh. Kích thước của chiếc túi này bề ngang là 24, chiều cao 19 và cái bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo rất là đẹp luôn. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Và dây đeo chất liệu là vải dù. Ở đây mình hít 500 đây. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp ha. Đây là miếng tét da, da thật 100%. Có một cái khóa kéo miệng đây. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 3125 690k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0913 952507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.